Mến chào các bạn học sinh. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tiết luyện tập câu cảm thán và câu trần thuật. Để học tốt phần luyện tập, chúng ta cần ôn lại phần lý thuyết. Đầu tiên chúng ta sẽ ôn lại phần lý thuyết về câu cảm thán, đó là về đặc điểm, hình thức và chức năng của câu cảm thán. Câu cảm thán đầu tiên chúng ta sẽ ôn về hình thức. Hình thức của câu cảm thán, chúng ta sẽ có hai hình thức nhận diện câu cảm thán. Thứ nhất là câu cảm thán sẽ có từ ngữ cảm thán: ôi, chao ôi, thay, biết bao, vân vân. Thứ hai, câu cảm thán khi viết thường sẽ kết thúc bằng dấu chấm than. Trong một số trường hợp đặc biệt thì câu cảm thán vẫn có thể kết thúc bằng dấu chấm. Về chức năng của câu cảm thán, các em chú ý, đó là chức năng của câu cảm thán sẽ dùng để bộc lộ trực tiếp cảm xúc của người nói, người viết, và thường câu cảm thán sẽ được dùng trong giao tiếp và trong văn chương. Chúng ta bước sang kiểu câu thứ hai, đó là đặc điểm, hình thức và chức năng của câu trần thuật. Về câu trần thuật, hình thức, chúng ta lưu ý là câu trần thuật nó sẽ không có đặc điểm hình thức của câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán. Như vậy, để nhận diện câu trần thuật, chúng ta lưu ý cho cô là chúng ta sẽ dùng cách loại trừ, nghĩa là nếu câu đó nó không phải là câu nghi vấn, câu cầu khiến và câu cảm thán thì chúng ta sẽ nhận định nó là câu trần thuật. Về câu trần thuật thì nó có thể kết thúc bằng dấu chấm than hoặc dấu chấm lẫn. Về chức năng, các em lưu ý là câu trần thuật nó sẽ có những chức năng chính, đó là kể, thông báo, nhận định, miêu tả, vân vân. Bên cạnh đó thì câu trần thuật nó cũng sẽ có những cái chức năng khác, ví dụ như yêu cầu, đề nghị, bộc lộ cảm xúc, tình cảm của người nói, người viết. Câu trần thuật thì nó được dùng rất là phổ biến ở trong giao tiếp. Đó là những đặc điểm hình thức của câu trần thuật và câu cảm thán. Bây giờ chúng ta bước sang phần 2 la mã luyện tập. Đầu tiên chúng ta sẽ luyện tập về câu cảm thán. Chúng ta bước vào bài tập số 1. Hãy cho biết các câu trong những đoạn trích sau có phải đều là câu cảm thán không và vì sao? Để trả lời cho câu hỏi này thì chúng ta sẽ tìm những câu cảm thán có trong cái bài tập này, và chúng ta lưu ý là vì sao nó là câu cảm thán. Chúng ta bước vào cái bài tập đầu tiên, câu A. Than ôi, sức người khó lòng địch nổi sức trời, thế đê không sao cự lại với thế nước, lo thay nguy thay khúc đê này hỏng mất. Thì ở ví dụ A này, các em quan sát, chúng ta sẽ có 3 câu cảm thán, đó là than ôi, lo thay, nguy thay. Vậy thì những câu còn lại nó sẽ không phải là câu cảm thán bởi vì nó không có từ cảm thán. Câu B. Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi. Thì đây chúng ta có thể xác định nó là một câu cảm thán bởi vì nó có những từ ngữ cảm thán, ví dụ như từ hỡi, từ ơi. Câu C. Chao ôi, có biết đâu rằng hung hăng hống hách láo chỉ tổ đem thân mà trả nợ cho những cử chỉ ngu dại mình của mình thôi. Tôi đã phải trải cảnh như thế, thoát nạn rồi mà còn ân hận quá, ân hận mãi. Như vậy các em quan sát trong câu này thì chúng ta thấy chúng ta có từ chao ôi ở cái câu đầu tiên, vì vậy đây là câu cảm thán. Và chúng ta cũng thấy là câu cảm thán này sẽ kết thúc bằng dấu chấm chứ không phải dấu chấm than như những câu ở phía trên. Vậy thì những câu còn lại không phải là câu cảm thán bởi vì nó không có từ ngữ cảm thán. Như vậy thì qua bài tập này, các em chú ý là khi chúng ta xác định câu cảm thán, chúng ta sẽ xác định cho cô là trong câu đó nó có từ ngữ cảm thán hay không. Nếu nó không có từ ngữ cảm thán thì nó sẽ không phải là câu cảm thán. Chúng ta bước sang bài số 2. Phân tích tình cảm, cảm xúc được thể hiện trong những câu sau đây. Có thể xếp những câu này vào kiểu câu cảm thán được không và vì sao? Câu A. Ai làm cho bể kia đầy, cho ao kia cạn, cho gầy cò con. Đây là lời than thân của người nông dân xưa dưới chế độ phong kiến. Câu B. Xanh kia thăm thẳm từng trên, vì ai gây dựng cho nên nỗi này. Hai câu thơ này nói về cái nỗi lòng của người chinh phụ trước những nỗi trung chuyên do chiến tranh gây ra. Câu C. Tôi có chờ đâu, có đợi đâu, đem chi xuân lại gợi thêm sầu. Đây là tâm trạng bế tắc của Chế Lan Viên trong cuộc sống trước cách mạng tháng 8. Đây cũng là tâm trạng của rất nhiều nhà thơ mới trong phong trào thơ mới mà chúng ta đã được học ở đầu học kỳ. Anh mà chết là chỉ tại cái tội ngông cuồng dại dột của tôi biết làm thế nào bây giờ.
Tô Hoài giấy mèn phiêu lưu ký. Và chúng ta đọc hai câu này lên, chúng ta sẽ thấy được cái nỗi ân hận của giấy mèn trước cái chết tức tưởi của giấy choắt. Vậy thì cả bốn câu này chúng ta thấy nó đều dùng để bộc lộ những cái tình cảm, cảm xúc. Thế nhưng nó không phải là câu cảm thán bởi vì nó không có từ ngữ cảm thán. Như vậy thì các em lưu ý là chúng ta cần phân biệt kiểu câu dựa vào đặc điểm hình thức của câu ấy chứ không phải dựa vào chức năng của nó. Chúng ta sẽ bước sang bài tập số 3. Đặt hai câu cảm thán để bộc lộ cảm xúc với các tình huống sau. Thứ nhất, trước tình cảm của một người thân dành cho mình. Cô B là khi nhìn thấy mặt trời mọc. Ở đây cô có hai câu mẫu. Câu A đầu tiên, tình yêu mà mẹ đã dành cho con thật thiêng liêng biết bao. Thì đây là một câu cảm thán bởi vì nó có từ cảm thán là biết bao. Hay là cô B đẹp thay cảnh mặt trời buổi bình minh. Thì đẹp thay ở đây là từ ngữ cảm thán. Như vậy hai câu này là hai câu cảm thán. Khi các em đặt câu cảm thán, các em lưu ý là chúng ta sẽ có từ ngữ cảm thán và chú ý khi đặt câu lúc nào cũng vậy, chúng ta cần có chủ ngữ và vị ngữ. Các em sẽ dựa vào hai câu mẫu này mà đặt cho mình những cái câu mà theo cái suy nghĩ, theo sự sáng tạo của mình, và lưu ý là cần phải đúng là với cái yêu cầu của bài tập. Chúng ta bước sang bài tập số 4, phân biệt đặc điểm hình thức và chức năng của các kiểu câu nghi vấn, cầu khiến và câu cảm thán. Ở bài tập này thì các em có thể tự kẻ bảng và tự phân biệt. Các em lưu ý là khi chúng ta phân biệt đặc điểm, nghĩa là chúng ta sẽ chỉ ra điểm khác nhau về đặc điểm hình thức và chức năng của các kiểu câu này, chứ chúng ta không so sánh. Nếu đề bài cho là so sánh thì chúng ta sẽ phải chỉ ra những cái điểm giống và điểm khác nhau của các kiểu câu này. Như vậy chúng ta cần phân biệt kỹ cái đề bài để chúng ta có cách làm bài nó hiệu quả hơn. Đó là bài tập về câu cảm thán. Chúng ta sẽ bước sang bài tập về câu chuột. Bài tập số 1. Hãy xác định kiểu câu và chức năng của những câu sau đây. A. Thế rồi giấy choắt tắt thở. Tôi thương lắm, vừa thương vừa ăn năn tội mình. B. Mã Lương nhìn cây bút bằng vàng sáng lấp lánh, em sung sướng reo lên. Cây bút đẹp quá, cháu cảm ơn ông, cảm ơn ông. Như vậy chúng ta thấy là cả hai cái đề bài A và B đều có rất là nhiều câu. Vì vậy chúng ta sẽ phân tích trên bảng cho dễ nhìn. Các em quan sát bảng. Ở câu A chúng ta có 3 câu. Thế rồi giấy choắt tắt thở. Đây là một câu trần thuật dùng để kể. Câu thứ 2, tôi thương lắm. Đây là câu trần thuật nhưng mà dùng để bộc lộ cảm xúc thương tiếc của giấy mèn đối với giấy choắt. Vừa thương vừa ăn năn tội mình. Đây là câu trần thuật dùng để bộc lộ cảm xúc thương, vừa thương vừa ân hận của giấy mèn đối với trước cái chết của giấy choắt. Chúng ta phân tích bài tập B. Mã Lương nhìn cây bút bằng vàng sáng lấp lánh, em sung sướng reo lên. Đây là câu trần thuật dùng để kể. Câu thứ hai, cây bút đẹp quá. Đây là một câu cảm thán bởi vì nó có từ cảm thán là từ quá và nó trực tiếp bộc lộ cảm xúc vui mừng. Câu 3, câu 4, cháu cảm ơn ông thì đây là hai câu trần thuật biểu lộ cái tình cảm biết ơn của Mã Lương. Vậy thì các em thấy rằng là câu trần thuật nó có thể dùng để kể, để thông báo, nhưng ngoài ra nó cũng có thể dùng để bộc lộ cảm xúc ha. Đây là một bài tập khá là dễ cho nên các em có thể tự thực hiện được. Chúng ta bước sang bài tập số 2, sách giáo khoa trang 47. Đọc câu thứ 2 trong phần dịch nghĩa và phần dịch thơ của bài thơ Ngắm Trăng, cho nhận xét về kiểu câu và ý nghĩa của hai câu đó. Các em quan sát về phần dịch nghĩa, trước cảnh đẹp đêm nay biết làm thế nào? Thì rõ ràng đây là một câu nghi vấn. Còn câu dịch thơ, cảnh đẹp đêm nay khó hững hờ, đây là một câu trần thuật. Về kiểu câu thì rõ ràng là hai kiểu câu này khác nhau, nhưng về ý nghĩa thì nó có chung một ý nghĩa, đó là đêm trăng đẹp thì gây sự xúc động mãnh liệt cho nhà thơ. Vậy thì ở bài tập này các em thấy rằng là cùng một ý nghĩa nhưng chúng ta có thể sử dụng nhiều kiểu câu khác nhau. Vì vậy mà khi chúng ta sử dụng kiểu câu thì các em lưu ý, đặc biệt lưu ý là chúng ta cần lựa chọn cái kiểu câu nào cho phù hợp nhất với cái mục đích giao tiếp của mình để đạt được cái hiệu quả giao tiếp nhất định. Chúng ta bước sang bài tập số 3, xác định kiểu câu và chức năng của các kiểu câu sau. A. Anh tắt thuốc lá đi. Ở đây chúng ta thấy đó là một câu cầu khiến bởi vì nó có từ cầu khiến là từ đi. B.
Anh có thể tắt thuốc lá được không? Đây là câu nghi vấn bởi vì nó có từ nghi vấn và nó kết thúc bằng dấu chấm hỏi. Câu C, xin lỗi, ở đây không được hút thuốc lá. Đây là một câu trần thuật. Vậy thì các em quan sát cả ba kiểu câu này đều dùng để cầu khiến. Ở trong đó thì câu A là dùng để ra lệnh, còn câu B và câu C là dùng để đề nghị. Vậy thì câu B và câu C rõ ràng thể hiện cái ý cầu khiến á, nó nhẹ nhàng, nó nhã nhặn và lịch sự hơn câu A. Vậy thì khi mà chúng ta sử dụng những câu có ý cầu khiến như thế này, chúng ta cần lưu ý cái mục đích giao tiếp của mình để sử dụng sao cho phù hợp với lại cái mục đích giao tiếp của mình. Và đặc biệt là chúng ta phải để ý đến đối tượng giao tiếp của mình nữa. Nếu như chúng ta sử dụng những cái câu cầu khiến ra có ý cầu khiến và ra lệnh mà nó không phù hợp với đối tượng giao tiếp thì nó dễ xảy ra những cái điều không hay, cho nên các em cần lưu ý ở đây ha. Chúng ta bước sang bài tập số 4. Những câu sau đây có phải câu trần thuật không? Những câu này dùng để làm gì? A. Đêm nay đến phiên anh canh miếu thờ, ngặt vì cất dở mẻ rượu, anh em chịu khó thay anh, đến sáng thì về. Đây là một câu trần thuật dùng để yêu cầu. Câu B. Tuy thế nó vẫn kịp thì thầm vào tai tôi, em muốn cả anh cùng đi nhận giải. Câu trần thuật, câu 1 dùng để kể, trong khi câu 2 là dùng để yêu cầu. Vậy thì ở bài tập này chúng ta thấy rằng là câu trần thuật ngoài dùng để kể nhận định thì nó có thể dùng để yêu cầu nữa, cho nên khi sử dụng chúng ta cần lưu ý ha. Bài tập tiếp theo là bài tập đặt câu trần thuật dùng để hứa hẹn, xin lỗi, cảm ơn, chúc mừng hay là cam đoan. Ở mỗi cái yêu cầu như vậy thì cô đã có một cái câu mẫu cho các em để các em có thể đặt theo cái câu mẫu này, hoặc là các em sẽ đặt theo cái sự sáng tạo của mình, miễn sao các em đảm bảo được yêu cầu nó là một câu trần thuật. Thứ hai là nó phải đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ và đầu câu viết hoa, cuối câu có dấu chấm. Các em đừng quên dấu chấm cuối câu. Với bài tập đặt câu này thì mỗi cái yêu cầu như vậy các em có thể đặt từ 1 tới 2 câu ha. Bài tập cuối cùng là bài tập viết đoạn đối thoại có sử dụng 4 kiểu câu. Ở cái đề bài này thì người ta không yêu cầu chúng ta nội dung của đoạn đối thoại đó, cho nên các em có thể sử dụng những cái nội dung mà mình thích, và chỉ cần có yêu cầu là có 4 kiểu câu. Ở đây thì để làm tốt cái bài tập này, các em cần nắm vững cái kiến thức của 4 kiểu câu và cách sử dụng 4 kiểu câu như thế nào cho phù hợp trong một đoạn đối thoại. Và qua cái bài tập này thì cô mong rằng là không chỉ trong cái viết đoạn đối thoại, đoạn văn hay là trong tập làm văn, mà các em sẽ sử dụng tốt 4 kiểu câu này trong cái giao tiếp hàng ngày của mình, với mục đích của sử dụng của nó, sử dụng như thế nào cho hợp lý, cho phù hợp với lại cái đối tượng giao tiếp vân vân. Đây cũng là bài tập kết thúc cái tiết học này của chúng ta ở đây. Mong rằng sau tiết học này thì các em đã nắm vững lại được cái đặc điểm hình thức chức năng của hai kiểu câu cảm thán và câu trần thuật, và cách sử dụng hai kiểu câu này sao cho phù hợp với lại cái giao tiếp và cũng như là trong cái viết văn của mình. Cảm ơn các em đã chú ý lắng nghe và mến chào, hẹn gặp lại các em ở tiết học sau.